Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thái Nhí TV. Lời nói đầu tiên, Nhí xin gửi lời chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe nè, luôn luôn bình an và may mắn trong cuộc sống. Chủ đề chia sẻ món ăn hôm nay thì Nhí lại chia sẻ theo số đông rất là nhiều quý anh chị đã yêu cầu Nhí chia sẻ cái cách cũng như cái bí quyết nấu phở làm sao cho nó ngon, nước dùng nó thơm. Thì hôm nay Nhí sẽ chia sẻ cái video này gửi tặng đến những cái vị khán giả rất là dễ thương nè, cũng như gửi tặng đến tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video Nhí hay nè, hữu ích nè, hãy cho Nhí xin một lượt chia sẻ để nhân rộng cái thông tin này ra cho bạn bè người thân mình được xem. Và bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì hãy cho Nhí xin một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp tham khảo cái cách làm của Nhí. Để nấu được một nồi phở thì hôm nay Nhí chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Thì đây là cái công thức nấu nước dùng cho cái số lượng 5 lít đó các bạn. Thì đây là Nhí chuẩn bị 1 kg xương bò. Thì đây là xương ống nha các bạn. Bên cạnh đó thì Nhí có thêm một ít cái xương sụn nè các bạn. Thì cái xương này khi mình hầm lên nó mềm thì mình sử dụng mình ăn luôn các bạn, rất là ngon luôn. Bên đây thì Nhí có khoảng 7 lạng nạm nha các bạn. Thì cái nạm này để mình lúc mình nấu nước dùng nó mình luộc cho nó mềm luôn, để mình thái ra mình ăn kèm với phở đó các bạn. Bên đây thì Nhí có một củ hành tây này nè. Củ hành tây này khoảng 250g. Nhí có khoảng 70g gừng, 100g hành tím. Quế cây thì Nhí có 10g, thảo quả Nhí có 10g, hoa hồi thì Nhí có 5g, đinh hương thì Nhí cũng có 5g. Gia vị thì Nhí có 60g đường phèn nha các bạn. Bột ngọt thì Nhí có 40g, cà no thì Nhí có 35g, muối hột thì Nhí có 30g. 90% các bạn đều nấu phở bỏ qua cái công đoạn này. Công đoạn này là rất là quan trọng. Đó là công đoạn các bạn phải nướng cái phần xương này lên, nó thơm lên, thì khi các bạn nấu nước dùng thì nó sẽ ngon và cái nước dùng nó sẽ trong hơn. Bên cạnh đó thì những cái quế cây nè, hoa hồi nè, đinh hương và thảo quả và hành gừng thì các bạn cũng phải nướng lên. Nếu nhà các bạn nào mà không có lò nướng thì các bạn có thể là gang trên chảo với cái mức độ lửa rất là nhỏ và gang từ từ để cho những cái gia vị hỗn hợp này nó thơm lên thì các bạn nấu phở nó mới ngon nha. Đầu tiên thì Nhí sẽ đi nướng cái phần xương với những cái gia vị đi kèm đó các bạn. Nhí nướng cho cái phần xương này nó thơm lên, thậm chí nó kiểu nó cháy cháy cũng được các bạn. Thì cái nước dùng của mình nó sẽ ngon nha. Thì Nhí sẽ nướng mở lửa lớn và Nhí sẽ nướng cái xương này khoảng 30 phút. Trong quá trình nướng thì cái hành với gừng hoặc là những cái gia vị đinh hương, quế cây rồi đó các bạn, nó sẽ gọi là thơm trước, nó chín trước, thì các bạn canh giờ lấy ra cho nó phù hợp, tránh tình trạng là những cái gia vị này nó cháy thì chúng ta nấu nước dùng nó sẽ không ngon. Đây các bạn, bây giờ Nhí đã nướng cái phần xương bò này đã xong rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái xương bò rất là thơm luôn. Thì bây giờ Nhí sẽ lấy cái phần xương bò này ra để nấu nước dùng. Đây các bạn, cái xương bò nó rất là thơm luôn các bạn, với lại cái hành gừng nữa cũng rất là thơm luôn. Bạn nào mà chưa từng nấu phở bò mà nướng xương thì hãy comment cho Nhí biết nha. Thì bây giờ thì cái gừng này các bạn thì Nhí sẽ thái lát mỏng ra và Nhí sẽ đập dập để cho mình nấu nước dùng nó sẽ ngon hơn, nó thơm hơn. Đây Nhí sẽ đập cái phần gừng này ra. Đây các bạn nhìn không, cái phần gừng các bạn mà đập như thế này á thì nó tiết ra cái mùi thơm rất là thơm luôn. Đây còn những cái phần quế cây, hoa hồi với đinh hương và thảo quả. Thì cái trái thảo quả sau khi Nhí nướng xong thì các bạn Nhí dùng con dao Nhí đập mạnh và Nhí xé ra như thế này nha các bạn. Các bạn phải xé cái trái thảo quả ra thì cái nước dùng phở nó mới ngon nha các bạn. Đây bây giờ Nhí đã chuẩn bị sẵn một cái nồi nước dùng rồi nè, nó đã sôi rồi nè. Bây giờ Nhí sẽ cho những cái gia vị này vào, xương nè, gừng nè, hành ngò, Nhí cho hết vào đây và Nhí sẽ hầm nhỏ lửa. Và các bạn cũng có thể đậy nắp hé hé nha các bạn. Và Nhí sẽ hầm như thế này khoảng 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. Thì đây là cái cách hầm ở tại gia đình mình ăn thôi đó các bạn. Chứ thật sự ở trong nhà hàng thì họ hầm cái xương này rất là lâu, họ hầm tới khoảng 10 đến 12 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì Nhí cho nạm với muối vào rồi các bạn.
Xin lỗi các bạn nha, lúc mà Nhí cho muối vào trước á, Nhí quên bấm máy nên mất hết một đoạn nha các bạn. Thì bây giờ cái nạm này Nhí luộc khoảng 1 tiếng rưỡi. Nếu mà cái cục nạm mà lớn hơn á, thì các bạn có thể luộc hơi lâu hơn một chút xíu nha. Đây các bạn, nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn. Thì lúc này cái nồi nước dùng Nhí hầm được khoảng hơn nửa tiếng rồi các bạn. Nhìn rất là thơm luôn. Đây các bạn, lúc này thì cái nồi nước dùng Nhí hầm được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Và cái thịt nạm này Nhí thấy nó cũng đã gần mềm rồi. Thì lúc này Nhí cho cái quế cây hoa hồi vào đó các bạn. Và Nhí đặt ra một cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu. Khi các bạn nấu phở thì các bạn cho cái gia vị thuốc bắc này vào nó phù hợp. Nhí ví dụ hôm nay Nhí sẽ nấu 2 tiếng đồng hồ. Thì Nhí nấu được 1 tiếng đầu rồi. Thì 1 tiếng thứ hai thì Nhí mới cho cái gia vị thuốc bắc quế cây hoa hồi này vào nha các bạn. Thì cái nước dùng phở mình nó thơm mà nó không có gắt. Nếu các bạn mà cho cái gia vị thuốc bắc này sớm quá thì cái nước dùng của mình nó rất là nặng mùi, nó khó ăn. Nếu mà ai không ăn quen là rất là khó ăn. Và lúc này cái nồi nước dùng Nhí hầm được khoảng 1 tiếng rưỡi rồi các bạn. Thì lúc này Nhí thấy cái nạm nó mềm rồi nè. Bây giờ Nhí sẽ vớt cái nạm này ra và Nhí ngâm trong nước lạnh cho nó trắng nha các bạn. Bây giờ thì Nhí sẽ châm thêm nước nè các bạn. Và Nhí hầm thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Thì Nhí sẽ vớt cái phần xương cũng như Nhí sẽ gạn hết cái gia vị thuốc bắc này. Thì Nhí sẽ nêm. Đây các bạn, sau khi hơn 2 tiếng đồng hồ hầm thì Nhí đã vớt bỏ xương nè với lại những cái gia vị thuốc bắc. Thì bây giờ Nhí sẽ nêm gia vị vào đây nè. Nhí cho vào đây bột nêm nè, đường phèn nè, với lại bột ngọt nữa các bạn. Vị muối lúc nãy Nhí cho trước rồi nghe các bạn. Bây giờ Nhí sẽ mở lửa lớn lớn lên, sau đó cho cái phần bọt nó nổi lên Nhí sẽ vớt hết nha các bạn. Thì hôm nay Nhí nấu phở thì Nhí sẽ sử dụng có mấy cái nguyên liệu cơ bản các bạn. Nhí sử dụng nạm nè, với lại bò viên nè các bạn, với lại cái xương sụn đó. Thì cái phở này có rất là nhiều cái nguyên liệu, ví dụ bạn nào mà ăn nguyên liệu nào thì các bạn mua nha. Tái, nạm, gầu, găng, bò viên gì đó. Và cái bước cuối cùng rất là quan trọng nha các bạn. Nhí sẽ cho vào đây một muỗng ăn canh nước mắm ngon. Các bạn phải chọn cái loại nước mắm khoảng 35 đến 40 độ á. Lúc này thì các bạn có thể điều chỉnh theo cái vị của mình nha các bạn. Còn bây giờ thì Nhí sẽ thử lại cái nồi nước dùng xem nó đã vừa ăn chưa. Rất là vừa ăn các bạn. Nhí nghĩ là không phải thêm gia vị gì nữa. Và cái nước dùng phở thì rất là thơm. Và các bạn nhìn thấy không, cái nước phở rất là trong luôn. Thì hôm nay Nhí sẽ ăn phở với bò viên nè, với nạm nè, và gia vị bên đây thì Nhí có hành tây sắc lát mỏng nè, hành lá nè, đậu hành nè, chanh ớt nè. Bên đây thì Nhí có bánh phở nè các bạn. Còn rau ăn kèm thì Nhí có rau ôm nè, rau quế nè, giá nè, với lại rau ngò gai nha các bạn. Bây giờ thì Nhí sẽ chuẩn bị một cái tô phở rồi các bạn. Nạm Nhí sắc lát nè, với lại một cục xương sụn nè, bò viên nè. Sau đó Nhí cho hành lá nè, hành tây sắc lát mỏng nè, đầu hành nè. Đây các bạn nhìn cái tô phở rất là hấp dẫn luôn ha. Thì bây giờ Nhí sẽ chan nước dùng vào và mời tất cả các bạn cùng thưởng thức xem cái phở cái hương vị nó như thế nào nha. Nếu các bạn thấy video Nhí hay, hữu ích, hãy để lại cho Nhí xin một like cũng như giúp Nhí share những cái thông tin này cho bạn bè người thân mình được xem. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Nhí nha các bạn. Để Nhí có nhiều động lực hơn, chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Đây các bạn, nhìn một tô phở rất là hấp dẫn luôn. Thì cái phở này chúng ta ăn kèm với rất nhiều gia vị các bạn, giống như tỏi ngâm chua nè, tương đỏ, tương đen nè, tiêu, chanh, ớt, rất là nhiều những cái gia vị để làm cho cái món phở mình nó ngon hơn và theo cái khẩu vị của mọi người đó. Thì Nhí sẽ cho vào đây nè, một ít tương đỏ nè, chanh nè, tiêu nè, với lại một ít rau quế nha các bạn. Quá trời ngon các bạn ơi. Bây giờ Nhí sẽ trộn đều lên rồi các bạn. Quá trời thơm à, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Đây là cái cục xương sụn đó các bạn. Bây giờ Nhí hầm rất là mềm luôn. Đây là bò viên nè. Và bây giờ Nhí sẽ múc ra cái chén nha và mời tất cả các bạn.
đây các bạn, nước phở đây các bạn, mời các bạn nha. Nước dùng phở thì rất là thơm các bạn, và rất là vừa ăn luôn. Bây giờ Nhí sẽ gấp một ít gạo nè, một cục bò viên nè, và bây giờ thì Nhí xin mời tất cả các bạn nha. Quá trời ngon các bạn ơi, rất là ngon các bạn ơi. Từ cái nước dùng đến thịt đồ đều rất là mềm, rất là ngon, và cái nước dùng phở phải nói đặc biệt rất là thơm các bạn. Nhí nghĩ nấu theo cái cách này thì rất là ngon. Nhí cũng chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái cách nấu phở theo cái kiểu này thơm ngon, để gia đình chúng ta luôn có những cái món ăn mới, những cái món ăn ngon. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.